Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bình Nguyên IT 4.0 của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng phần mềm họp trực tuyến cho điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, Zoom Meeting. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào CH Play. Kích vào mục tìm kiếm, gõ ZOOM Zoom Cloud Meeting. Sau đó kích vào cài đặt. Và các bạn chờ một chút cho hệ thống thực hiện tải và cài đặt. Rồi, như vậy là đã cài đặt xong. Sau khi cài đặt, các bạn trở về màn hình điện thoại, tìm biểu tượng Zoom đấy ạ. Mà các bạn sẽ mở ứng dụng này ra. Tại đây sẽ có các tùy chọn. Thứ nhất là Zoom Meeting. Chức năng này là tham dự một cuộc họp do người khác chủ trì. Thứ hai là Sign Up, đó là đăng ký tài khoản. Trong trường hợp bạn muốn mình chủ trì một cuộc họp thì cần phải đăng ký. Tùy chọn thứ ba là Sign In, là chúng ta đã có một tài khoản thiết lập rồi thì chúng ta sẽ chọn Sign In để đăng nhập. Đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu về tùy chọn thứ nhất, đó là tham gia một cuộc họp do người khác chủ trì, Join a Meeting. Và để tham gia cuộc họp do người khác chủ trì thì các bạn sẽ kích vào Join Meeting. Tại đây các bạn có thể thấy mục Meeting ID. Mục này sẽ là mã số do người chủ trì cuộc họp cung cấp cho bạn để tham gia cuộc họp. Và sau khi điền mã số này vào thì các bạn sẽ bấm vào Join Meeting để tham gia cuộc họp. Và bây giờ mình sẽ tạo một cuộc họp trên điện thoại khác. Chúng ta sẽ nhập Meeting ID vào. Rồi chúng ta sẽ bấm vào Join Meeting để tham dự cuộc họp. Bấm vào cho phép. Như vậy là trên màn hình hiển thị chúng ta đã tham dự cuộc họp do người khác chủ trì. Theo bấm vào Join with Video. Cho phép. Các bạn chú ý phần bên dưới có các mục Zone Audio, mục này để nghe âm thanh. Mục bên cạnh đó là Start Video hay Stop Video, mục này để chia sẻ video. Khi các bạn tắt video thì sẽ kích vào chữ Stop Video. Bạn không muốn mọi người nhìn thấy bạn thì sẽ chọn Stop Video. Mục thứ ba là Share. Mục này để chia sẻ dữ liệu. Chia sẻ dữ liệu. Ảnh này, một file và một số dữ liệu khác. Mục thứ 3, Participant. Ở đây sẽ có các chức năng. Nhất đó là chat. Chúng ta có thể gõ nội dung vào đây. A, B, C gì đó. Và bấm nút send để gửi. Invite. Đây là chức năng mời thêm người tham dự cuộc họp. Các bạn sẽ có thể chia sẻ mã ID của mình qua các ứng dụng như là Messenger này, tin nhắn SMS này, Gmail này. Mình thử kích vào Gmail. Đấy, nội dung gửi mail sẽ có link liên kết vào cuộc họp này và ID để đăng nhập tham dự cuộc họp này. Đó. Và phần tiếp theo là phần more. Đây chúng ta có thể thấy vỗ tay này, like này, raise hand này là biểu quyết, giơ tay đồng ý đấy. Và nếu bạn không muốn tham gia cuộc họp nữa thì bấm vào Leave và chọn Leave Meeting. Và nội dung tiếp theo đó là bạn muốn chủ trì một cuộc họp thì chúng ta sẽ vào Sign Up để đăng ký tài khoản. Tại đây sẽ có các nội dung. Thứ nhất là email. Bạn sẽ điền email của mình vào. Nguyên Bình bh89a@gmail.com. First name và last name. Nguyên. Last name. Nguyên. Và tích vào tùy chọn Agree to Stem of Service. Đồng ý với các điều khoản sử dụng. Sau đó các bạn ấn Next. Đây là cái mail mình đã đăng ký tài khoản rồi. Và sau khi các bạn ấn Next xong thì các bạn kiểm tra mail. Sẽ có một cái mail mà hệ thống gửi về cho bạn. Tiếp theo các bạn sẽ vào Check In để đăng nhập tài khoản các bạn vừa tạo. Nguyên Bình bh89a@gmail.com. Mật khẩu. Đây mình đã lưu mật khẩu ở đây rồi. Bấm vào Check In. Ngoài ra ở đây có các từ chọn để đăng nhập bằng Google, Facebook đã đăng nhập sẵn trên điện thoại. Tuy nhiên là mình không khuyến khích các bạn sử dụng cách đăng nhập này vì có thể liên quan đến vấn đề bảo mật. Ta bấm OK. Và để tạo một cuộc họp, chúng ta bấm vào Meeting. Bật video và bật ID. Bấm vào Start Meeting. Như vậy chúng ta đã là người chủ trì của một cuộc họp. Các bạn có thể nghe thấy tiếng rú rú đó. Mình đang kết nối. Nếu như bạn không muốn tham gia cuộc họp nữa thì bấm vào Leave, chọn Leave Meeting. Như vậy là đã rời cuộc họp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hữu ích, hãy ấn like, đăng ký kênh để mình có thêm động lực tạo video mới. Chào các bạn.